Năm 2022, ngành marketing thuộc top đầu ngành học có điểm chuẩn cao nhất khi đa số trường đều lấy trung bình 25 điểm. Thậm chí, một số trường công bố điểm chuẩn phải đạt gần 10 điểm một môn để đỗ vào chuyên ngành marketing. Dựa theo xu thế chọn ngành của các sĩ tử, điểm chuẩn trong năm 2023 của ngành này được dự đoán là chưa thể hạ nhiệt so với năm 2022. Vậy vì sao ngành marketing lại được nhiều người trẻ gửi gắm tương lai đến vậy? Nhu cầu marketing tăng, nhân sự được săn lùng. Kinh tế phát triển, sự ra đời của các doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hàng tạo nên một thị trường kinh doanh sôi động. Điều này khiến ngành marketing trở thành vũ khí quan trọng giúp các doanh nghiệp đưa sản phẩm của mình đến với khách hàng và tạo giá trị cho doanh nghiệp. Vì thế, nhân sự trong ngành này luôn được chào đón. Cơ hội việc làm rộng mở. Bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống đều cần marketing để khách hàng biết đến mình, từ đó bán được sản phẩm, tạo ra lợi nhuận. Bạn có thể linh hoạt tìm kiếm công việc yêu thích và phù hợp với năng lực, mục tiêu của mình. Trở thành một copywriter, content creator, nhà sáng tạo nội dung, planner, chuyên viên kế hoạch, data analyst, phân tích dữ liệu, hoặc marketing executive, giám đốc tiếp thị. Mức thu nhập đáng mơ ước. Với ngành marketing, tùy từng vị trí và kinh nghiệm sẽ có những mức lương khác nhau. Trung bình, mức thu nhập của ngành này sẽ từ 7 triệu đồng đến 12 triệu đồng. Lên cấp quản lý, mức lương dao động từ 15 triệu đến 30 triệu đồng và có thể còn cao hơn nữa. Nắm bắt tâm lý người khác, học marketing là cả một nghệ thuật. Bạn dễ dàng khiến mọi người nhìn nhận sự việc theo cách bạn muốn. Bạn hoàn toàn có thể khơi dậy sự quan tâm của khách hàng, ngay cả khi họ không muốn mua hàng. Đây cũng là kỹ năng cần thiết trong mọi lĩnh vực giao tiếp của cuộc sống. Sáng tạo không ngừng, nhiệt huyết mỗi ngày, dám đưa bản thân ra khỏi vùng an toàn để làm mới mình. Ngành marketing chắc chắn là mảnh ghép phù hợp để bạn vươn xa hơn.